thế giới đang lao mình tụt dốc không phanh vào sự hủy diệt toàn diện. Lại một lần nữa, Thiên Chúa xối xả tôn đổ sông biển lòng thương xót xuống con cái loài người mà Ngài đã chân quý yêu thương tạo dựng nên trực tiếp mỗi người một linh hồn giống hình ảnh Ngài. Ngài không ngồi yên để cho ma quỷ tha hồ sơi tái linh hồn các con cái Ngài một cách dễ dàng như vậy. Ngài đã phải ra tay uy quyền mạnh mẽ để bằng mọi giá cứu lại linh hồn bất tử của các con Ngài. Ngài thà để trời đất này qua đi, chứ không để cho dù chỉ một linh hồn là giá máu cứu chuộc của con Ngài phải hư đi mất. Nhất là khi họ chạy đến ẩn náu, trông cậy tín thác trọn vẹn nơi Ngài. Đã đến lúc Ngài lệnh bắt chính tướng quỷ mà nó tự xưng là tổng lãnh Lucifer, sau 6 năm bị nhốt trong người phụ nữ là chị Maria Teresa Phạm Thị Hằng này. Hôm nay phải công khai nói lên sự thật về vị giáo hoàng Francisco là ai và từ đâu đến. Một vị giáo hoàng mà nó đã khẳng định là đang tôn thờ nó. Và trước đây, sách sự thật đã tiên báo vị giáo hoàng đến sau Đức Thánh Cha Benedicto XVI là không đến từ Thiên Chúa, và là vị giáo hoàng giả sẽ tàn phá giáo hội để các đấng bậc và con cái Chúa nhận ra mà khỏi bị giáo hoàng này đánh lừa, hãm hại, mất Chúa đời đời. Cho chúng ta thấy, phải chăng có điều gì đó nghiêm trọng và gấp rút lắm rồi sắp sửa xảy ra cho thế giới và giáo hội. Thiên Chúa yêu thương loài người hơn loài thiên thần, nên dù sức mạnh một thằng quỷ nhỏ nhất, ốc tiêu nhất, nếu Chúa không kìm giữ nó có thể phá tan quả địa cầu chúng ta chỉ bằng một cái búng hai đầu ngón tay. Nhưng những người con có ơn Thánh Chúa, nhất là những người con nhỏ bé sống tận hiến cho Đức Mẹ theo gương Chúa Giêsu, những người con luôn sử dụng vũ khí chuỗi kinh mân côi sức mạnh lạ lùng, thì ngay cả thằng quỷ to nhất là Lucifer cũng phải run rùng khiếp sợ và trở nên yếu đuối mềm ra như bún khi nó gặp phải những người con này. Mời bạn nghe tiếp cuộc đối thoại giữa người của Thiên Chúa, của Đức Mẹ, với tên đầu sỏ của bè lũ Satan. Mày có phải là đúng Lucifer không? Tổng lãnh Lucifer. Người phụ nữ này khiêm tốn và có lòng khao khát chịu nhiều đau khổ để cứu các linh hồn về cho Chúa, mặc dầu nhận ra mình kém cỏi, thất hỏng và tầm thường, nhưng vẫn ước ao muốn làm chứng cho tình yêu Chúa. Mà hơn một lần, người phụ nữ này đã được Chúa cho ông cảm nghiệm sống động. Vậy có phải vì thế mà Chúa bắt mày phải nhập vào người phụ nữ này, để Thiên Chúa toàn năng đã bắt chính kẻ thù của thần là thần tâm tối và dối trá để phải làm chứng cho sự thật là điều mà không bao giờ mày làm không? Chính xác từng lời, từng câu, từng chữ. Tại sao không để cho đệ tử mày nhập vào đây mà chính mày phải mang thân đến, tội nghiệp mày thế? Tao nào muốn, nhưng vì Chúa chống mày, mọi sự đều phải diễn ra như vậy.
Vậy thì rõ ràng là chính Chúa bắt mày phải đến đây, chứ không phải... Chứ không lẽ tao thích chắc? Chắc sứ mạng... Không lẽ tao thích làm chuyện này chắc? Chắc sứ mạng phải quan trọng lắm, nên mày... Mới phải chín 6 năm! Là tướng quỷ của các quỷ lớn, quỷ bé, quỷ sồn sồn, lâng lâng, mới phải đến để chu toàn sứ mệnh Chúa truyền. Bởi vậy mới không có ai tin chuyện này. Trong cái xấu sẽ có cái tốt, và trong cái tốt cũng có cái xấu. Mày phải làm việc cho lợi ích con cái Chúa chắc khổ lắm, phải không? Tao đau khổ đến vô cùng. Tao đau khổ đến vô cùng. Và tao sẽ càng hung hãn hơn nhiều. Tao sẽ càng hung hãn hơn nhiều. Vì đây là trái với tất cả những gì thuộc về tao. Trái với gì thuộc về tao. Tao sẽ làm cho ốm đau bệnh tật. Mày biết chuyện sáng nay rồi gì? Tao hành vừa đêm hôm qua kìa. Về nên gặp được cả. Tao mới không làm gì được. Bán nâng đỡ. Bán nâng đỡ nó. Từng bước trên cái cầu thang đó. Làm sức mạnh của tao giảm sút. Bà đó là Đức Mẹ. Maria. Thường quỷ chỉ làm sứ mạng thời gian nào đó thôi, rồi đi, chứ sau này cứ ở đây thập thò ra vào lúc ẩn lúc hiện nơi người phụ nữ này mãi vậy. Chúng mày tự biết, chúng mày đã gặp gỡ được nó nên chúng mày biết vì sao tao được ở trong con người này. Vì chú chúng mày bắt tao phải làm điều đó. Nó cũng ngược với suy nghĩ của con cái sự sáng đấy. Con cái sự sáng thì muốn rằng là phải những người quyền cao chức trọng mới được hiểu, mới được biết các mặc khải của cha chúng mày. Chúng mày không thể nghĩ được là một con người thấp hèn mà phải làm chứng lại từ Lucifer. Bởi thế tao vẫn có cái lợi. Nhưng chứ chúng mày bắt tao ra hay không thì quên của mày. Thực ra tao không muốn học. Tao không muốn học gì hết. Tao không muốn học. Vậy mày có biết được mày phải ở trong người phụ nữ này bao lâu không? Khi nào Chúa chúng mày cho phép? Nhưng được cái tao vẫn được phép hành hạ, vẫn được phép thử thách đức tin. Tao sẽ làm cho nó đau được đến tận cùng như tao đã hứa. Nhưng mà cũng trong giới hạn Chúa cho phép thôi. Sức con người ta thật mỏng giòn. Hôm rồi mày nói Kinh Văn Khôi là vũ khí đặc biệt Thiên Chúa ban cho nhân loại để chiến đấu và chiến thắng chúng mày.
Vậy tại sao nhiều đấng bậc ngày nay lại khuyên bảo giáo dân đọc ít thôi, ba kinh thôi, cùng lắm là 10 kinh thôi? Đọc nhiều nhất mất thời giờ vô ích, để giờ mà đọc thánh vị. Đúng rồi, đấy là suy nghĩ của tao đấy. Các ông linh mục khô khan nguôi này mới nói ra những lời như vậy, linh mục biết không? Khô khan nguôi này hơn cả giáo dân. Đi lễ nhiều quá, ở nhà thời gian mà lo cho con cho có gì kìa. Dân lễ nào là đi lễ đấy. Đúng là lạc giáo. Linh mục đấy, linh mục nói đấy, chứ không phải tao đâu. Vậy thì kinh mân côi đó là cái gì? Thanh đấy ngài cần dạy coi thường. Linh mục chẳng cần phải quỳ như là giáo dân. Con ruột cũng chẳng cần phải bao hiếu cha mẹ như là con nuôi. Linh mục thấy có phải không? Chính các ngài là con ruột đấy, không cần phải tôn trọng cha mẹ. Nếu mà là con nuôi mà giáo dân, các ngươi hiểu rõ chứ? Có những nơi đọc 10 kinh, ngắm 5 ngắm, nhưng mà với cái ý là ăn 50 kinh. Bạn nghĩ sao? Chúa tốt lành lắm, đức mẹ nhân hậu lắm, biết sao con lòng đọc cạnh tâm. Các linh mục đấy, đọc cạnh tâm nhá. Nhưng các ngài đâu biết, chính tao gieo và suy nghĩ các ngài chuyện đó, vì ta muốn đến một cải thổ chống lại thân Chúa đời đời kiếp kiếp. Năm lòng thương xót qua rồi, Chúa Giêsu có được nhiều niềm vui của những người con cái Chúa ăn năn trở về xin lỗi Chúa để sống thân tình yêu mến biết ơn ngài không? Quá ít thưa ngài, nhưng mà mới chỉ một lễ hội thưa ngài. Còn tấm lòng xa Chúa ở ngoài lắm, quá xa. Lòng con người của sức sáng là chai đá, là khô khăn nguội lạnh. Tao khinh thường và thích thú. Vì con cái sức sáng đã rơi vào bàn tay của tao quá đông. Ta đã nói rất nhiều về chuyện này, nhưng không ai tin và còn chế giễu cười chê. Ta hài lòng về những điều đó. Ta rất hài lòng về những điều đó. Chỉ một số ít các linh mục mới thuộc về Thiên Chúa trọn vẹn. Còn đa số chính các linh mục sống vâng lời, khó nghèo, khuyết tinh, ba lời hứa, gần mất cả ba. Nhưng đụng chạm đến các ngài là người này hơi khó đấy. Một khi đã đụng chạm đến giáo hội và các linh mục thì sống cũng chẳng yên đâu. Đấy cũng là điều tốt cho tao. Đấy cũng là điều rất tốt cho tao. Ngài có suy nghĩ gì mà tôi nói? Tốt cho tôi hay tốt cho người này? Nhưng vì người này đã dám chấp nhận xin với đấng sáng tạo là cha của các ngươi được làm công cụ cho ngài mà thôi.
nhưng tao sẽ làm những gì mà tao hứa nơi người này. Tao sẽ làm cho nó đau khổ như gió. Tại sao lễ mẹ vô nhiễm 2015 giáo hoàng Francisco khai mạc năm thánh mà lại cho chiếu hình ảnh các con thú giữ trên mặt tiền đền thờ thánh Phêrô? Ngài giáo hoàng Francisco có ý gì? Giáo hoàng Francisco thờ tao mà, thì không đưa tao lên thì chắc đưa chúng mày lên chắc. Một câu hỏi quá thừa. Tao đã nói một lần trước, không nhẽ tao tự tố cáo ta, thì ngài phải hiểu. Nhưng tôi dám chắc với ngài rằng khi tung tầm lít về lên mạng, người này sẽ khốn đốn. Sẽ khốn đốn. Tại sao giáo hoàng này lại bảo truyền giáo cho người khác? Đấy là giáo hội hiệp nhất đấy thưa linh mục. Giáo hội toàn cầu đấy thưa linh mục. Tôi đã trầm trọng từng nói với linh mục sao? Phá thai, đồng tính luyến ái. Người ngoại giáo không tin nhưng vẫn được vào nước trời. Tôi đã chẳng từng nói với linh mục hay sao? Đấy thì hiệp nhất toàn cầu, nhưng bí mật Fatima mẹ của các ngài cũng đã nói đi thôi. Cần gì thì tôi phải làm chứng chuyện này. Đọc lại thông điệp bí mật Fatima thứ ba thì các ngài sẽ thấy. Có một số người rêu rao là hoạt ngục không đời đời, nghĩa là có thời gian, rồi được tái tạo thử thách lại. Vậy nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, mày hãy nói sự thật về hỏa ngục mày và bè lũ mày vốn đang ở đó từ ngàn xưa đến giờ cho mọi người biết để khỏi lầm lạc. Hỏa ngục mà là tạm thời à? Chỉ có những kẻ ngốc thần đâu mới nói là câu đấy. Hỏa ngục đau đớn khóc lóc nghiến răng chật chấu hôi tanh. Tái tạo quả ngục quả con cái sự sáng giỏi, con cái sự sáng giỏi. Tái tạo quả ngục thì chắc cũng sẽ có thể làm được thêm đàn lên. Có một số người vẫn rỗi công bỏ giờ đi cầu nguyện cho chúng mày và các linh hồn bị trầm đọa trong đó được ơn trở lại để Chúa cho ra khỏi hỏa ngục. Trở lại thì chúng ta không thể trở lại. Nhưng cầu nguyện cho chúng ta là đúng. Vì chúng ta sẽ được giải ướt. Chúng ta sẽ được giảm bớt những hình phạt, chỉ giảm bớt, chứ chúng ta không thể thoát khỏi nơi đó. Vì Thánh Chúa chúng mình nói, chúng ta không thể thoát khỏi nơi đó đời đời kiếp kiếp. Chúng mình đọc ngại đời đời kiếp kiếp. Lucifer người ta còn kinh hoàng hỏa ngục. Người nên nhớ, chúng ta phải cân bằng hỏa ngục. Phải xin lỗi mày, câu này ta hỏi cho vui. Thôi nhé, thật giả sử ta khuyên chúng mày chịu khó hạ mình xuống chạy đến sông Maria cầu cho chúng mày. Tao vốn đến kêu con từ mãn từ ngàn xưa. Vì ta biết trần đời thì kiếp kiếp ta không thể ra khỏi nơi đó. Đời thì kiếp kiếp không thể ra khỏi nơi đó.
Mày có thể kể cho người ta biết Đức Maria có thần thế trước mặt Thiên Chúa như thế nào không? Bà có uy quyền nhất. Bà có uy quyền nhất trên thiên đàng, dưới linh hình và cả thế gian này. Tao khiếp đáng nhất. Tao khiếp đáng nhất, tao không chịu thua. Chúng mày có tin bà đang hiện diện nơi đây không? Có chứ. Bà đang đứng đó. Bà đang đứng đó để nghe tâm lời của tao. Xem con nói đúng với ý của Thiên Chúa không? Đúng như thế. Vậy ngài cũng phải kinh sợ kinh mừng cô ấy lắm phải không? Rất. Hiện diện nơi này mà trước khi bà đến chúng ta phải cứu cháu. Bà đang ban phép lành cho người phụ nữ này. Chúng mày nghe nhìn thấy. Chúng mày nghe cho chuyện này không? Người ta hỏi tiếp ngươi, Đức Benedicto 16, trước đây mày nói đang được cất giấu, tại sao lại phải cất giấu? Nhân danh Chúa Ba Ngôi rất thánh, kể nhờ Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse, Đức Tổng lãnh Thiên Thần truyền cầu. Ta truyền cho ngươi hãy nói những điều Thiên Chúa muốn nói cho con cái loài người ngày hôm nay, để làm chứng cho Ngài và để làm chứng cho con cái của sự thật. Mày hãy nói đi. Sáu năm nay tao chỉ phép nói y chang như thế, không hơn không kém. Con cái sẵn sàng ăn năn sám hối, linh hạnh lân côi, hy sinh hẳn mình để quay trở về với đấng sáng tạo các ngươi, mang hình ảnh người. Còn việc tại sao cất giấu giữa lòng Benedicto là việc của ngài, làm sao con cái chúng mày có thể hiểu thấu? Vậy mày nói đến thời hoàng kim của ta, thời lên ngôi của tao.
hỏi tiếp: những thành viên của tăng điển trong các đấng bậc của giáo hội Việt Nam đông không? Tao không được phép tiếp nhận. Đấy là việc của tao. Tao không được phép tiếp nhận. Không được phép của thị chúa. Đấy là việc của tao. Nhưng mà việc của Thiên Chúa. Việc của Thiên Chúa là cho con cái chúng mày tự do phân định. Tự do mà phân định. Mày có sợ ân tín Thiên Chúa còn sống không? Chúng mày nhìn là gương mặt của Chúa chúng mày hay gương mặt của tao? Đúng là mù. Chúa chúng mày thì chúng mày nói bằng tao, mà tao thì chúng mày lại nói là Chúa của chúng mày. Mày có biết lý do tại sao mà người trộm lành được lên thiên đàng ngay mặt chẳng phải qua tuyên tội một giây phút nào không? Ta chuyển cho ngươi hãy nói tiếp. Nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhân danh Đức Mẹ đặt dập đầu con rắn già, vậy ngươi hãy trả lời cho ta biết tất cả lòng sùng kính, yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng đọc Kinh Mân Côi, tận hiến cho Đức Mẹ có phải là thể hiện lời trăn trối này là mẹ con của Chúa Giêsu trên thập giá không? Cứ trả lời đi. Chính xác. Mày hay cám dỗ người ta điều gì nhất và thành công nhất? Kiêu căng tự phụ, ăn chơi và hưởng thụ. Kiêu căng và tự phụ, ăn chơi và hưởng thụ. Còn rất nhiều thương linh mục. Vì sao việc tận hiến cho mẹ Maria cần thiết như vậy mà mấy ông đi du học, nhất là du học Roma, về lại đả phá mạnh như thế? Vì đã được từ gốc rễ. Mình nói lại. Tao đào tạo đấy. Được tao đào tạo đến linh mục. Tất cả những gì sai thì Kinh Thánh, sai với lời
Chúa linh mục dạy đều là của tao. Đều là của tao. Tao tự nói. Tất cả những gì đi ngược với kinh thánh đều là bởi tao mà đến. Đức mẹ của chúng mày không dạy chúng mày bỏ ai. Chỉ có tao dạy chúng mày bỏ mẹ của nhân loại mà thôi. Càng trẻ thì càng chết. Đừng là các linh mục trẻ khôn ngoan thông thái là tiến về sự chết mà thôi. Văn minh tiến về sự chết mà thôi. Ta chuyển cho người nhận lấy chú ba ngôi. Lucifer, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, rất thánh là Cha và Con và Thánh Thần, nhân danh Đức Trinh Nữ Maria, thể theo Thánh Ý Chúa, ta truyền lệnh cho ngươi trả lời cho ta mấy câu hỏi nữa. Nhân danh Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, ta truyền cho ngươi hãy trả lời cho ta mấy câu hỏi cần thiết này nữa. Và nếu Chúa và Đức Mẹ không muốn thì nhân danh các ngài ta cũng truyền cho ngươi lên tiếng cho chúng ta biết. Đến muôn đời con cảm tạ